tìm hiểu được thông tin của Quyên ở trường rồi ạ. Quyên là một cô gái sống nội tâm, học lực khá, sống khép kín, ít giao tiếp. Tóm lại là không có gì nổi bật cả. Vẫn chưa hết say nắng à? Làm gì có nắng mà say? Với anh, say em là đủ lắm rồi. Mồm mép. À này, ra kia đi, anh chụp ảnh cho. Này, anh lại đang có âm mưu gì đấy? Anh bảo này. Đẹp lắm. 1, 2, 3. Rồi. Rồi. Đẹp lắm. Chụp tiếp nhá, đổi dáng nào. Không, không, không.